tình yêu và hôn nhân, sự xuất hiện của người thứ ba luôn khiến người trong cuộc cảm thấy tức giận và khó chịu. Mỗi người đều có một cách hành xử khác nhau khi ghen tuông. Có người lựa chọn im lặng, nhẫn nhịn, nhưng cũng có người lại muốn trút bỏ những gánh nặng cảm xúc bằng việc dằn mặt tiểu tam. Mới đây, câu chuyện dằn mặt của kẻ thứ ba mẹ chồng nàng dâu ở Thái Bình đã được cộng đồng mạng đặc biệt quan tâm. Sự việc cũng gây ra nhiều tranh cãi. Sự việc được một tài khoản có tên A đăng tải trên mạng xã hội. Chủ tài khoản viết, các bác nhìn thấy hoa mừng khai trương có tưng bừng không? Mẹ chồng với con dâu đi chúc mừng con giáp thứ 13 khai trương hiệu thuốc. Đi kèm với dòng trạng thái, tài khoản đã đăng tải hình ảnh món quà mừng khai trương bất ngờ của mẹ chồng nàng dâu ở Thái Bình, dành riêng cho cô Tiểu Tam. Điều đáng nói, thay vì những lãng hoa khai trương đẹp đẽ, đầy đủ sắc màu, hai mẹ con lại mang tới cả một vòng hoa và đặt ngay ngắn trước cửa hàng. Câu chuyện ngay sau khi được chủ tài khoản Facebook đăng tải đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa số bình luận đều cho rằng, cặp mẹ chồng nàng dâu này quá cao tay khi nghĩ ra cách dằn mặt nhẹ nhàng mà đầy thâm sâu tới như vậy. Chẳng cần phải tốn công, tốn sức, cô Tiểu Tam vẫn muối mặt khi đã có hành vi phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến đồng tình, ủng hộ, thì một số khác lại cho rằng việc mẹ chồng nàng dâu làm như vậy là có phần hơi quá đáng. Ở một sự kiện quan trọng như khai trương, cô gái sẽ cảm thấy vô cùng mất mặt trước các quan khách khi bị đối xử như vậy. Sự việc chẳng thể nhận định ai đúng ai sai hoàn toàn. Tuy nhiên, đây sẽ là bài học lớn cho cô nàng Tiểu Tam, bởi việc chen chân vào hạnh phúc gia đình của người khác vốn dĩ đã không thể chấp nhận được. Còn bạn, thấy cách hành xử của mẹ chồng nàng dâu trên đây như thế nào? Hãy cùng chia sẻ nhé!